Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc. Một chuyện tình của cô gái khờ và người chồng đẹp trai. Và hôm nay, vợ đi rồi tới chồng đi. Ôi, chào cả nhà nha. Chào Chính nha. Chào mấy chú, chào cả nhà. Sao giờ đây có hai mẹ con vậy? Chồng con có dặn bỏ đi rồi. Đi đâu? Nào? Đi sáng giờ. Đi lúc đó rồi con có hay không? Dạ không. Trời ơi. Con mới đó. Rồi hai chồng làm quà chưa bỏ đi gì? Chưa. Chưa làm quà nữa hả? Trời ơi. Dạ. Bây giờ anh đi đâu con không biết nữa. Kiếm từ giờ vòng vòng không có gặp. Rồi anh nói ông sẵn sẵn đồ đi. Người ta nói hả? Ông xong đầu đi hả? Là nãy giờ con đi kiếm không? Có kiếm tầm với nó ông thằng đồ đi để cái nhà này trên nó hả? Khó mệt rồi. Là lại nói là bây giờ lỡ đây mệt quá là đi luôn là cho ở nhà cho con luôn hả? Dạ. Dạ nhà luôn. Mừng không? Rồi xong luôn. Mừng không Chính? Dạ không. Không hả? Tại sao không mừng? Không mừng? Nhớ chồng. Nhớ chồng bỏ đi, chồng bỏ đi chứ buồn mà sao mừng được. Rồi định nhà ai đi kiếm không con? Con kiếm không biết đâu kiếm. Giờ trời nắng sợ ẩm con đi kiếm được chiều mát. Từ trước tới giờ là khi mà hai chồng cự cãi rồi chồng con có thường bỏ đi giống vậy không? Dạ không, có kỳ này là bỏ đi. Nhưng mà trước cự cãi là con bỏ đi không phải không? Dạ. Mà đợt này thấy là lại mà chủ động đi vậy là e đó. Dạ. Đi với bà nào quá. Rồi. Chắc đi với nhỏ đó. Nhỏ nào? Duyên. Thôi, mình không có... Đó mà vậy thôi. Mình không có nhắc tên ta hen. Có gì thì nữa mình gặp mình nói chuyện cho nó rõ ràng chứ đừng hạn chế nhắc người ta nha. Biết đâu được chồng của con đi chợ mua đồ ăn về rồi sao? Phải không? Mình đừng có nói vậy. Nhiều khi cái bạn kia bạn nghe được bạn cũng buồn. Thở ra chồng đi đâu cũng mà nghi người ta chứ á, thì là mình không có tốt á. Biết nhà lỡ mình nghi không đúng với người ta. Bạn với bạn ở trong phòng học, người con gái đó, phòng học đó có quen ai đâu. Rồi lúc rủ chồng con ăn mì có giờ là ngày nào cũng ra đây. Thôi mà giờ đi cái chuyện mình chưa chắc, mình không có nên nói nghe Trinh. Dạ. Tại vì nếu mà nó đúng á, thì mình nói lên á, thì nó không sao, phải không? Còn nếu mà nó không đúng mà con nói đi lên á là nó sẽ ảnh hưởng đến người chuyện khác đó. Mất lòng đó. Đúng rồi. Không. Chuyện này chuyện kia từ lưa hết trơn á. Cái này vô cháu lại làm ai hai người đó mà. Thôi giờ bỏ vô đó qua một bên đi rồi chút xíu nó đi tìm. Dạ. Có anh em thổi không? Lấy điện thoại đi theo luôn hay sao? Dạ con. Chắc con điện thoại bao hoài. Mượn điện thoại tại tiện mà khai báo. Rồi tối tới giờ rồi mẹ chồng ở đâu? Mẹ chồng sáng đẩy trái cây đi bán. Rồi tối có ngờ mẹ chồng có ngủ ở đây không? Không. Ngủ rồi, ngoài nhà gì tư ngoài. Con thấy chưa? Nó mình làm rắc rối lên bắt đầu nhà cửa nó sầm hết trơn thấy không? Thấy mình có sai không Trinh? Dạ sai. Nó nhà cửa đang im ấm mình cứ làm vậy hoài đâu có được, mình phải thay đổi chứ. Con quá thương chồng con mới ghen. Người ta thương người ta có nhiều hướng để mình thương cho nó đúng cái gì đâu mà nhỡ làm phiền gia đình con mới quậy. Người ta có làm phiền mình đâu, mình phải chắc cứu mới được chứ. Ngại làm nó cũng về kiếm chồng con hết. Chứ chú nghe là hôm nay là người ta không có còn ra đó nữa đó, tại vì con làm quá đó, người ta không có lại đó nữa đó. Mà con cũng nói nữa đó, là không được đó, không đúng rồi đó. Họ cũng có nhân tình với em chồng con. Bây giờ thí dụ đi,
người đó mà có cần con ra mà để nói chuyện rồi con đi không? Đi. Đi phải không? Nói chuyện cho rõ ràng. Nói chuyện cho rõ ràng. Mà nói thì chị đánh, chị nói là anh lợi là người chị thương gì, bồ cũ gì, con không biết nữa. Nói là chị đẹp hơn con, lành lặn hơn con. Anh lợi hơn chị là chị. Đây nè, để chú nói cho con nghe, con đừng cứ mà như vậy là con một là một, hai là hai là người ta đã sai hết với con, hiểu không? Tại vì người ta còn có gia đình này kia, con cái gì con nói có nó xảy ra trước mặt con hả nói. Còn nó không có xảy ra trước mặt con thì con đừng có nên nói người ta, như vậy không? Người ta còn phải đi ra đường, người ta đối diện với bạn bè này kia nữa. Chứ đâu phải như con mà với chồng con tối ngày trong nhà đâu mà không cần đối diện với ai nói gì cũng được. Này cũng tội nghiệp Trinh, tại vì Trinh là một phụ nữ không được như những người bạn trẻ khác, không được bình thường á. Rồi thấy chồng khi tiếp xúc với người lạ đẹp không bình tí. Bữa đó là ngủ là anh lỡ ngủ cái cô duyên đó là ngủ anh lỡ hướng đang mì với em nè, em thương anh bỏ Trinh đi là dính cười đó luôn đó. Biết sao, nhầm khi nó cũng có như vậy nè. Nhầm khi á, người ta thấy con cái vụ mà con ghen đó. Người ta đúng ghen rồi. Vô cớ. Bởi vì mà, người ta thấy ghét, người ta chọc con. Mà không biết cái lý do tại sao mà không trọng. Mà con biết người đó không trọng thế nào cũng quan trọng con. Đây nè, nói trên nghe nè. Trên đời này nó có rất là nhiều đàn ông, đúng không? Người trước người ta đẹp hơn chồng con nữa mà không lẽ người ta đi chọn chồng con, đúng không? Mình nói gì mình nói, đừng có nói một phía của mình chính. Người ta muốn quen chồng con hay gì đó, ta phải nói riêng cho ai đâu mà nói công khai, giữa đồng ngự. Không kêu chồng con. Chỉ chọc thôi chứ ai mà ấy. Không kêu chồng con. Để bé xuống đi, Trinh để cho em nằm cái này. Đồ không? Đã. Dạ. À. Sáng giờ lo đồ ăn gì cho bé chưa? Đã uống sữa rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau cái vụ việc mà đòi đi rồi đó, bây giờ muốn đi nữa không? Dạ không. Thì nghĩ đi hả? Giờ đi kiếm chồng. Là suy nghĩ mấy bữa là bây giờ là quyết định nghỉ đi phải không? Dạ. Ngày hôm qua làm cho cố vô rồi gom đồ, gom đạc. Tôi lưa hết trơn. Rồi tối nằm suy nghĩ là thấy mình sai quá sai đúng không? Dạ. Rồi có xin lỗi mẹ chồng chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Con họ đi kiếm mua cái gì đi cho bà già chồng đi. Dạ. Rồi còn không nữa, hai vợ chồng đích thân vô bếp đi nấu món gì đi. Giờ này thì mình nấu đồ ăn mình mua đi. Chứ nấu không được mình mua đồ ăn. Bãi luôn có gì đây ăn rồi. Chứ giờ nó xảy ra liên tục gì mà ai mà dám gì à? Bỏ nhà hàng, tao sang nghĩ gì? Không nữa không. Nói chuyện già nó mẹ chồng. Nhưng mà Trinh ở đây mấy năm trời ở chung với mẹ chồng, khi nào mẹ chồng nằm trên buồn không? Có. Có hả? Ủng hộ chồng đi kiếm người mới. Cái đó cô nó chê chứ sao mà làm gì được. Nghĩ sao đó, con dâu để trước mắt để sống 5 năm trời mà không lẽ đi kiếm người mới cho ông lợi. Suy nghĩ nhầm khi mẹ chồng mình nói chơi thì sao? Nói thì Trinh chắc còn đang buồn hả Trinh? Còn buồn ha? Dạ. Thương chồng quá thương mà. Có anh chị xem cũng thông cảm với Trinh nha. Trinh tại vì cũng thương chồng quá. Để em nằm im đi Trinh. Mai mốt mình suy nghĩ cách khác đi. Khi mà mình dặn hờn lên á, mình đừng có đi như vậy nữa. Nhiều khi là mình đi vậy mẹ chồng buồn, ở hàng xóm người ta dị nghị đó. Cô Trương à, ba bỏ đi vậy đó cô Trương. Nó thấy bây giờ cái cảnh mà khi mà chồng đi như vậy thấy sao, cảm giác như thế nào? Dạ buồn. Đó, khi mà con đi thì chồng con cũng buồn vậy đó. Không phải nó vui. Ai biết con chồng con đi con buồn. Còn con đi chồng con biết đâu kêu người ta lại đây sao? Bây giờ là chồng con đi gì đó, con có nghi là chồng con đi với ai không? Có đó. Rồi khi mà con đi là chồng con cũng nghi gì đó.
bỏ chồng đi theo người khác vậy đó. Con tật mình về ai không? Anh xui. Đâu biết được. Con làm gì có ai. Tuy rằng con không ai thương, nhưng mà đối với lại là nó thương con nhiều thì nó sẽ suy nghĩ khác. Hiểu không? Con đi là chắc cũng là không có ai có lại đẹp trai thì sẽ có vô nhỉ. Đâu biết được. Bây giờ thí dụ đi lại đi ra ngoài đường đó, người ta nói chung nhìn vô ta biết lại là ta không ai dám thương. Nhưng mà đối với con, nó đi ra ngoài đường đúng không? Dạ. Lận thương nó nhiều thì bắt buộc con sẽ nghi nó là đi ra đường nó với ai đó. Thì mình suy nghĩ ngược lại như vậy. Rồi chồng đi dài nấu cơm ở nhà đây. Con ăn mì. Mì á? Dạ. Dạ kìa. Nó đi hỏi một chút rồi đi rồi thấy con cái không? Đó. Thấy chưa? Nè lấy sữa cho nó uống đi. Còn sữa không? Dạ. Rồi sữa làm sẵn cho vậy đó hả? Nước nè vì vì chó. Cho con uống sữa đi nha. Rồi chào con luôn trên đây. Thôi chào luôn. Mấy chú còn tiền mà kiếm lại cho. Dạ, chào khán giả. Mai Trinh, mấy em chào quá anh chị luôn à. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha.